Cô bắt đầu kiểu dữ liệu có cấu trúc với câu 1. Đầu tiên là định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc là gì? Kiểu dữ liệu cấu trúc. Ha. Trước giờ thì mình học kiểu dữ liệu cơ bản. Cơ sở hay là cơ bản vậy? Kiểu dữ liệu cơ sở. Như là in là kiểu dữ liệu cơ sở, float số thực kiểu dữ liệu cơ sở, character kiểu dữ liệu cơ sở, vân vân. Bây giờ kiểu dữ liệu cấu trúc. Kiểu dữ liệu cấu trúc là kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. Người dùng là mình đó, người lập trình đó. Mình định nghĩa một cái kiểu dữ liệu cấu trúc là kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. Nó gồm nhiều thành phần. Kiểu dữ liệu cấu trúc gồm nhiều thành phần. Mỗi thành phần có thể là kiểu dữ liệu cơ sở hoặc một kiểu dữ liệu cấu trúc khác. Rồi ví dụ như ví dụ như bây giờ khi mình khai báo một cái biến in rồi n thì nó chỉ lưu được một số nguyên thôi. Cái biến có tên là n lưu một số nguyên. Bây giờ cô muốn khai báo một cái biến như thế nào để nó lưu thông tin của một sinh viên, vậy cô định nghĩa một kiểu dữ liệu mới. Cú pháp để định nghĩa một kiểu dữ liệu mới là struct. Tên kiểu dữ liệu mới mình đặt, ví dụ cô đặt tên là SV. Rồi mở ngoặc nhọn trên đây nè, đóng ngoặc nhọn bên dưới để nó có dấu chấm phẩy dưới này. Quy ước định nghĩa một kiểu dữ liệu tên là SV. Cái này là cô định nghĩa một kiểu dữ liệu cấu trúc tên là SV ha. Rồi trong này nó có các thành phần, mã sinh viên là chuỗi, mà hôm giờ rồi cô nói chuỗi là một mảng một chiều, mỗi phần tử là một character. Mã sinh viên, giả sử như mã sinh viên có 4 ký tự thôi thì cô khai báo mảng một chiều 5 phần tử. Rồi họ tên cũng là chuỗi, cho nên họ tên là chuỗi. Cô cho khoảng 20 ký tự thôi, thì đây 21. Ngày sinh gồm ngày sinh, tháng sinh, năm sinh. Vậy cô có thể định nghĩa một kiểu dữ liệu tên là date. Tên là date ha. Gồm có ngày, giả sử là số nguyên luôn cũng được, ngày rồi tháng rồi năm, ba cái này cùng kiểu dữ liệu cho nên cô có thể để chung vô cũng được. Phẩy tháng phẩy năm khỏi tốn 3 dòng của cô ha ha. Rồi vậy ở đây cô định nghĩa một kiểu dữ liệu cấu trúc tên là DEP. Dưới này một kiểu dữ liệu cấu trúc tên là SV. Tên là DEP. Dưới này kiểu dữ liệu cấu trúc là kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa gồm nhiều thành phần. Mỗi thành phần có thể là kiểu dữ liệu cơ sở, có thể là một kiểu dữ liệu cấu trúc khác. Ví dụ đẹp rồi ngày sinh ha. Hoặc là ví dụ như cô muốn lưu ngày nhập học của sinh viên thì cô cũng kiểu dữ liệu đẹp ngày nhập học đó. Rồi lớp là chuỗi, lớp chuỗi
lớp gồm 7 ký tự mà nhập vô 6 rồi đó. Rồi điểm trung bình, điểm trung bình là số thực. Điểm trung bình. Cái này là cô ví dụ thôi, còn trong cái câu hỏi của bài thực hành hôm nay không có ngày dập học, cho nên cô có thể bỏ ra cũng được ha, để chút nữa cô ví dụ cũng được. Rồi cô thấy nè, kiểu dữ liệu cấu trúc thường chứa nhiều thành phần. Ví dụ như mình khai báo một cái biến, kiểu dữ liệu cơ sở là số nguyên, thì mình chỉ cần nhập vô nó dùng scanf phần trăm d địa chỉ của n là được. Còn cái này, nếu bây giờ cô khai báo một biến kiểu dữ liệu là sv ha, biến tên là a, thì cái biến a này nè nó gồm nhiều thành phần, gồm mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, ngày nhập học, lớp, điểm trung bình. Cho nên mình nên làm riêng cho một cái hàm để nhập vô kiểu dữ liệu SV ha. À, vậy thì bây giờ cô viết một cái hàm nhập một SV. Và nhập một SV thì SV tên gì? Kiểu dữ liệu là SV truyền tham chiếu dấu và x. Nhập dữ liệu cho kiểu dữ liệu SV này thì nhập cho mã sinh viên, nhập họ tên, nhập ngày sinh, nhập ngày nhập học, nhập giới tính, còn giới tính nữa ha. Rồi giới tính, kiểu ký tự, và người ta quy định là giới tính chỉ là x hoặc y thôi. X là nữ và y là nam. Vậy đầu tiên là cô nhập mã sinh viên, nhắc trên màn hình, nhắc trên màn hình mã SV. Rồi mã SV, scanf. Mã sinh viên không có khoảng trắng, cho nên cô dùng scanf nhập chuỗi, không cần khoảng trắng. Thì scanf đặc tả của chuỗi là phần trăm S vào địa chỉ của, để gọi một thành phần trong cái biến x này nè. Biến x này có nhiều thành phần, để gọi một thành phần thì cô tên biến x chấm tên thành phần là mã SV. Rồi tiếp nè, họ tên, trước khi nhập cái chuỗi thứ hai thì phải có lệnh xóa vùng đệm bàn phím. Nhớ cái này là xóa vùng đệm bàn phím này nha, chứ không thôi thì khi mình nhập cái chuỗi thứ nhất, trong vùng đệm bàn phím vẫn còn, nó sẽ lưu vô đây. Nếu không xóa vùng đệm bàn phím, chỗ này là xóa vùng đệm bàn phím. Rồi bây giờ giới tính. Giới tính thì nó là một ký tự mà người ta quy định là x là nữ và y là nam, cho nên mình dùng vòng lặp do while, nhập đến khi nào đúng mới thôi. Do rồi while, trong khi sai. Trong khi x chấm giới tính khác. Dấu này là dấu khác nhau. Dấu khác nhau. Ký tự mình có thể so sánh giống như số vậy đó. Thực ra kiểu character là một số nguyên một byte ha, là một số nguyên một byte. Rồi nếu bằng x và x chấm giới tính khác y, nếu mình muốn người ta nhập chữ qua chữ thường đều được thì thêm nè, và x chấm giới tính khác x, ký tự bao trong giấy đơn. Rồi, và x chấm giới tính khác y. Nếu mà nó không phải là x và y thì bắt làm lại ha, làm lại cái này nè. Nhập vô giới tính
Rồi. Cô dùng scan app luôn, khỏi mắc công đưa vô cái thư viện chứa hàm ghép CHE đó. Phần trăm C đặc tả của ký tự là phần trăm C vào địa chỉ của x chấm giới tính. Vậy nếu mà mình nhập sai thì nó bắt mình làm lại điều này hoài ha, đó là nhập giới tính. Rồi đến giới tính, rồi đến ngày sinh. À, cái ngày sinh này nó là một kiểu dữ liệu cấu trúc khác, cho nên mình viết cái hàm nhập ngày đi. Void nhập date. Ở đây biến kiểu date ít. Rồi date cô cho nó đều là số nguyên hết, cho nên nhắc người ta nhập vô printf dd đi, sẹt minh minh sẹt chia nhập vô kiểu vậy á, vậy cũng được một số thôi. Rồi cô nhập vô trong một scanf thôi. Nhập ba cái vô luôn là phần trăm d, phần trăm d, phần trăm d, vào đây ba cái biến địa chỉ của ít chấm ngày phẩy ít địa chỉ của ít chấm tháng phẩy địa chỉ của ít chấm năm. Muốn cho nhập giống như nhập trong cái cell vậy đó, mình nhập ngày xong có dấu sẹt, mà dấu sẹt nó không lưu vào cái biến này, không ảnh hưởng tới cái biến này, thì các bạn phần trăm d này cho ít ngày, xong các bạn phần trăm sao c, để khi mình gõ dấu sẹt nó không ảnh hưởng gì tới cái biến hết, không lưu vào vùng dấu điểm ha. Chỗ này là để cho dấu sẹt nè, phần trăm sao c để dấu sẹt nó không lưu vào vùng điểm bàn phím. Rồi chỗ này cũng vậy, phần trăm sao c để mình nhập vô dấu sẹt giống như mình nhập trong cái cell vậy đó, ngày sẹt tháng sẹt năm. Rồi mình có hàm nhập date rồi nè. Bây giờ chỗ này nhập giới tính xong, bây giờ nhập ngày sinh, gọi cái hàm nhập date trên đây mới vừa rồi làm nè. Nhập date, nhập vào đâu, nhập vào ít chấm ngày sinh. Nếu mình có ngày nhập học thì mình cũng gọi cái hàm nhập date. Rồi ít chấm ngày nhập học đó ha. Còn trong cái bài thực hành không có thì cô có thể bỏ cái này đi. Hàm là một cái đoạn code mình có thể sử dụng lại nhiều lần tùy thích. Là nhập date ha, với này cô nhập date cho ngày sinh, ít chấm ngày sinh, nhập date ít chấm ngày nhập học. Này không có thôi, cô bỏ cho nó đỡ dài ha, bỏ ngày nhập học đi. Với này không cần nhập vô ngày nhập học. Rồi nhập ngày sinh rồi, bây giờ nhập lớp. Trước khi nhập lớp, cái này trước khi nhập thì cô cũng xóa vùng điểm bàn phím nè, xóa vùng điểm bàn phím. Rồi bây giờ cũng xóa vùng điểm bàn phím. Rồi bây giờ cô mới nhập lớp. Trước khi nhập lớp, xuất ra màn hình để người ta biết người ta sẽ nhập cái gì đây. Lớp. Rồi scanf. Lớp không có khoảng trắng cho nên cô dùng scanf luôn. Phần trăm s nhập vào đâu, địa chỉ của ít chấm lớp. Các bạn đừng quên dấu và địa chỉ trong hàm scanf nha.
Rồi lớp xong, bây giờ đến điểm trung bình. Điểm trung bình. Rồi scanf. Điểm trung bình là số thực, cho nên đặc tả của số thực là phần trăm f nhập vào đâu? Địa chỉ của x chấm điểm trung bình, nhớ là tên biến nè. Ha. Cô viết chữ thường thì đây cô cũng viết chữ thường. Rồi cô viết hàm nhập một sinh viên xong rồi, bây giờ cô viết hàm xuất một sinh viên. Voi xuất ra mỗi sinh viên trên một dòng xuất một SV. SV tên biến là x. Printf xuất ra màn hình. Đầu tiên là mã sinh viên. Mã sinh viên thì nó 4 ký tự, cho nên phần trăm đặc tả của chuỗi là S. Cô muốn nó chiếm khoảng 5 vị trí, cho nên chỗ này phần trăm 5S. Và khi mà cô để phần trăm 5S á, là mỗi mã sinh viên sẽ chiếm 5 vị trí, 5 vị trí, và nó tự động nó canh phải. Giờ cô muốn nó canh trái thì có dấu trừ, phần trăm trừ 5S để nó canh trái. Cái này cho cái gì? Cái này cho x chấm mã sinh viên. Rồi bây giờ đến họ tên. Tương tự vậy, phần trăm S chuỗi đặc tả của mã sinh viên. Họ tên, cô muốn họ tên nó chiếm khoảng 15 vị trí và canh trái thì có dấu trừ. Cái này cho họ tên, phẩy x chấm họ tên. Rồi bây giờ giới tính. Giới tính thì người ta nhập vô x với y thôi hả, nhưng mình in ra là mình in ra chữ nam hoặc chữ nữ, cho nên tạm dừng cái này chỗ này. Cô mới nói nếu ha, x chấm giới tính bằng bằng một character có thể so sánh như số rồi đó, bằng bằng x hoặc hoặc dấu hoặc nè, x chấm giới tính bằng bằng x x qua x thường gì cũng được, thì cô sẽ xuất ra màn hình chữ nữ. Xuất ra màn hình chữ nữ 1, 2, nữ 1, 2, 3 ha. Ngược lại else, cô xuất ra màn hình chữ nam. Xuất ra màn hình chữ nam. Rồi. Và chỗ này nè, printf này nè, cô không có xuống dòng, cho nên nó sẽ in tiếp tục sau cái này nè, mã sinh viên, họ tên, sau này nữ hoặc nam. Bây giờ ngày sinh. Ngày sinh thì cô nên viết một cái hàm xuất date ha. Void. Rồi xuất date. Rồi xuất date á thì date nó có 3 thành phần: ngày, tháng, năm. Kiểu dữ liệu là date một cái biến x nào đó. Công suất ra màn hình printf. Printf. Rồi cho nó một khoảng trắng, hai khoảng trắng trước. Rồi bây giờ chỗ này là phần trăm ngày của cô, kiểu dữ liệu là số nguyên thì phần trăm đi. Cô muốn cái ngày nó chiếm 2 vị trí thì phần trăm 2D. Và cô muốn những cái số nhỏ hơn 10 nó thêm số 0 ngoài trước thì phần trăm 02D. Rồi bây giờ đến dấu xẹt ha. Dấu xẹt phần trăm 02D cho tháng. Rồi dấu xẹt phần trăm 4D cho năm. Ở đây ba cái đặc tả
thì ngoài này ba cái biến x chấm ngày phẩy x chấm tháng phẩy x chấm năm. Rồi nè, chỗ này cô đã xuất mã sinh viên, xuất họ tên, rồi xuất ra chữ nữ hoặc chữ nam rồi. Chỗ này brnf nè, nó không có dấu xuống dòng cho nên tiếp tục đây. Bây giờ cô mới dùng hàm xuất det á, cô dùng cái hàm mới giờ biết á, xuất det, xuất det, để cô xuất ra cái xuất det, xuất ra x chấm ngày sinh, x chấm ngày sinh. Rồi bây giờ đến lớp, lớp thì cô cũng xuất ra printf, lớp và điểm trung bình. À, lớp thì nó khoảng cô cho nó khoảng 8 khoảng trống phần trăm, phần trăm 8s. Lớp là chuỗi cho nên đặc tả của nó là S và chiếm 4 khoảng, 8 khoảng và canh trái, có dấu trừ là canh trái. Rồi cái đó là cho cái gì? Cho x chấm lớp. Rồi bây giờ đến điểm trung bình. Điểm trung bình thì nó là số thực cho nên đặc tả của nó là phần trăm F. Và cô muốn nó chiếm khoảng 8 vị trí thì 8F. Và cô muốn nó một số lẻ thôi thì chấm 1 ha. Cái này cho cái gì? X chấm điểm trung bình, x chấm điểm trung bình. Rồi vậy thì cô viết hàm xuất một sinh viên, nhập một sinh viên, xuất một sinh viên rồi ha. Bây giờ gọi hàm để nó nhập vào đây. Cô khai báo một cái biến tên là A, có kiểu dữ liệu là SV. Hệ điều hành nó cho cô một cái vùng nhớ đủ để lưu tất cả những cái này đây: điểm trung bình, giới tính, họ tên, lớp, mã sinh viên, ngày sinh. Và nó đặt tên là A. Cô gọi hàm nhập một sinh viên, nhập một SV. Nhập vào đâu? Nhập vào biến có tên là A. Rồi cô gọi hàm xuất một sinh viên, xuất một SV. Xuất cái gì ra? Xuất A ra. Rồi chạy. Rồi mã sinh viên, ví dụ như 1, 2, 3, 4. Họ tên, giới tính. Ví dụ cô nhập vô chữ B, nó không chịu, nhập lại chỉ x hoặc y thôi. A không chịu, x ok. Rồi ngày sinh, ngày sinh nhập dạng D sẹt men sẹt dìa. Ví dụ sinh ngày 25 tháng 5 năm 2000. Nè, cô có dấu sẹt như thế này, cô có dấu sẹt nè, nhưng nó không lưu dấu sẹt vô ngày tháng năm của cô, là nhờ đặc tả phần trăm sau C nãy cô nói rồi đó. Cô gõ dấu sẹt nhưng nó không lưu vô, nhờ đặc tả chỗ này đây, phần trăm sau C. Thì khi cô nhập dấu sẹt như thế này, nó không lưu vô ngày tháng năm, nó không lưu vô vùng giá điểm ha. Rồi ngày tháng năm rồi, bây giờ đến lớp. Lớp là 21 DTHA 1. Rồi điểm trung bình 8. Rồi rồi nó xuất nè. Xuất một sinh viên ra dưới dạng, ra dưới dạng dưới dạng một cái dòng như thế này cho cô. Cái xuất đét á, hồi nãy cô thấy là nó dính với cái này sau, cho nên cô sửa này chút nè. Ngoài trước nó có hai khoảng trắng, ngoài sau có hai khoảng trắng luôn, 1, 2 khoảng đó. Rồi đây là một biến kiểu dữ liệu là SV và cô nhập dữ liệu cho biến đó, cô xuất biến nó ra màn hình. Bây giờ cô có nhiều sinh viên cho nên cô tạo một cái mảng một chiều, mảng một chiều mà mỗi phần tử là một SV, tương tự như mảng một chiều mà mỗi phần tử là một số nguyên. Vậy
cái này cô khai báo cô dành mắc ha, giả sử mắc là 100, cái này là mảng một chiều, mỗi phần tử là 1 SV. Cô định nghĩa mắc là 100 đi, dành 100 ô nhớ, định nghĩa mắc là 100, dành 100 ô nhớ, mỗi ô nhớ, mỗi mỗi ô nhớ chứa 1 SV ha. Nhưng mà cô chỉ dùng đến anh N sinh viên thôi, in anh N. Rồi bây giờ bỏ hai cái này đi, cái này chỉ có một biến ha. Bây giờ nhập anh N, viết cái hàm nhập anh N đi, nhập số lượng sinh viên. Rồi. Nhập số lượng sinh viên. Số lượng sinh viên biến nguyên anh N. Dùng vòng lặp do while. Trong khi n nhỏ hơn hoặc bằng 0, hoặc là n lớn hơn 100, thì lặp lại điều này. Nhập số sinh viên, nhập số lượng sinh viên. Rồi chỗ này scanf. Scanf số nguyên đặt tả là phần trăm đi. Vào địa chỉ của N. Ở dưới này cô khai báo N rồi, giờ cô gọi hàm này để cô nhập N vô, nhập số lượng sinh viên. Rồi nhập vào đâu? Nhập vào biến N luôn. Cô có một mảng một chiều mà mỗi phần tử là 1 SV. Vậy bây giờ cô viết một cái hàm nhập danh sách sinh viên, tức là nhập vào cái mảng này nè. Viết hàm nhập danh sách sinh viên, void nhập danh sách sinh viên. Tương tự như là mảng số nguyên thì đây SV x ha, mảng. Rồi số phần tử in n. Rồi cô cũng dùng mảng một chiều n phần tử, thì cô nhập cho phần tử thứ 0, phần tử thứ 1, phần tử thứ n trừ 1. Cho nên dùng vòng lặp for in y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Với mỗi y, với y bằng 0 thì cô dùng cái hàm nhập 1 SV, nhập 1 SV. Nhập vào đâu? Nhập vào a x x y. Ở đây cô gọi là x thì chỗ này gọi là x. Đó, vậy thôi. Ha. Có thể cô nhắc người ta. Có thể nhắc người ta chỗ này sao? Bỏ vô ngoặc. Cho nó thụt vô đi hen. Xẹt T, xẹt T thụt vô một phím tab. Nhập sinh viên thứ phần trăm đi. Rồi chỗ này y. Chỗ này cho nó xuống dòng. Xẹt N xuống dòng. Cô viết hàm xuất danh sách sinh viên luôn. Viết hàm xuất danh sách sinh viên. Kiểu dữ liệu là SV, biến tên là x. Danh sách sinh viên thì nó có N sinh viên. À chỗ này xuất danh sách sinh viên thì là x mảng. Mảng một chiều mỗi phần tử là 1 SV và n phần tử. Cô cũng dùng vòng lặp for
for in y bằng 0 y nhỏ hơn n y cộng cộng. Với mỗi y cô gọi cái hàm xuất một sinh viên, một sv xuất cái gì ra, xuất cái ít y ra. Mình có hàm nhập một sv xuất một sv, cứ thế mà làm thôi này ha. Cái dòng lập for mãn một chiều mỗi phần tử là một sv, thì đây y bằng 0 thì cô có x0 và cô xuất một sinh viên x0 ra. Rồi vậy bây giờ nhập số lượng sinh viên xong rồi, bây giờ cô gọi hàm nhập danh sách sinh viên. Tham số thực ở đây tên biến là A, phẩy số sinh viên là N. Xong rồi cô mới xuất danh sách sinh viên ra. Danh sách cho thuộc vô, xẹt T là thuộc vô. Thuộc vô một phím tab. À, cái hàm xuất một sinh viên chỗ này nè. Xuất một sinh viên. Chỗ này cô cho nó xuống dòng. Chỗ đầu tiên á, xuất một sinh viên, xẹt N để xuống dòng chỗ này. Rồi nhập danh sách sinh viên. Xuất danh sách sinh viên, gọi hàm xuất danh sách sinh viên. Xuất danh sách sinh viên phải A phải N. Rồi chạy. Ví dụ giờ cô có 2 sinh viên thôi, nhập số lượng sinh viên 2 thôi. Rồi nhập sinh viên thứ 0, mã sinh viên 1111, họ tên, giới tính, rồi ngày tháng năm sinh, lớp 21 DTHA1, điểm trung bình 9, sinh viên thứ mã sinh viên 2222, giới tính X, ngày tháng năm sinh 5 tháng 7 năm 2001, lớp 21 DTHA1, 10. Rồi danh sách sinh viên vừa nhập đây. Chỗ này nè, nhập sinh viên thứ 0, nhập sinh viên thứ 1. Các bạn mà muốn không muốn chỗ này số 0 thì chỗ này làm sao? Y cộng 1. Nhưng mà khi mình dùng chỉ số vẫn bắt đầu từ 0 nha, hiện lên vậy thôi. Nhập danh sách sinh viên nè, chỗ này các bạn y cộng 1 thôi, nhưng chỗ này chỉ số cũng bắt đầu từ 0 nha. Rồi chỗ này cộng 1. Rồi nghe cô nói nè, nghe chỗ này nè, muốn hiện lên màn hình sinh viên thứ nhất, sinh viên thứ 1, sinh viên thứ 2 thì chỗ này y cộng 1, nhưng mà trong thực tế cô vẫn lưu từ chữ số chỉ số 0 nha, vẫn là chỉ số 0. Còn này hiện lên màn hình để chú thích thôi. Nếu mà sinh viên thứ 0 thì hơi kỳ kỳ, cho nên chỗ này y cộng 1. Khi dùng chỉ số nhớ bắt đầu từ 0 cho đến n trừ 1 ha. Rồi bây giờ câu C, xuất các sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5. Cô viết một cái hàm void xuất sinh viên điểm trung bình lớn hơn 5 trong danh sách SV. Rồi trong cái danh sách sinh viên N phần tử cũng tương tự như xuất danh sách sinh viên này nè, nhưng cô đặt điều kiện, thỏa điều kiện mới xuất. Cho nên dùng dòng lập for, for in y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Trên này thì không có điều kiện gì hết á, ha, xuất danh sách sinh viên
có bao nhiêu sinh viên xuất ra hết. Dưới này điều kiện, nếu XY, mỗi sinh viên là một XY, nếu XY chấm điểm trung bình lớn hơn 5 thì mới xuất ra ha. Nếu thỏa điều kiện đó thì cô xuất cái sinh viên XY đó ra, xuất sinh viên XY đó ra, còn không thì thôi. Rồi, cô có hàm xuất sinh viên điểm trung bình lớn hơn 5. Rồi vậy dưới này cô gọi, à trước khi gọi thì danh sách sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5. Nhớ sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5. Rồi dưới này cô cũng gọi hàm gì? Gọi hàm này ha, gọi hàm này cho nó xuất ra. Truyền tham số thực cho nó. A. A phẩy N sinh viên. Rồi chạy thử. Rồi ví dụ như 3 sinh viên. Nhập sinh viên thứ nhất. Lớp điểm trung bình ví dụ 5 điểm thôi, 5 điểm cũng không xuất ra. Rồi điểm trung bình 3 8. Rồi sinh viên thứ 3. Rồi điểm trung bình 10. Rồi đây, danh sách sinh viên vừa nhập và danh sách sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5. Một người 8 điểm, người 10 điểm, lớn hơn hẳn 5 ha. Điểm trung bình lớn hơn 5. Cho nên người 5 điểm không xuất ra nè. Đây, người 5 điểm không xuất, người thứ 8, người thứ 10. Rồi câu kế tiếp. Rồi nãy cô quên nè, X chấm lớp, ví dụ như lớp 21 D T H A 1 mà nãy cô khai báo có mãn 1 chiều 7 phần tử, mỗi phần tử là 1 ký tự cho nên không đủ, cô tăng lên nè. Cái lớp á, chỗ này lớp cho nó 8 để mình nhập được ha, để mình nhập được đủ 7 phần tử. Phần tử cuối cùng là nun nè, phần tử cuối cùng là nun, chỗ này cô nhập được 1 phần tử nữa. Rồi DTH, ví dụ chỗ này A. A 1 là lớp mình đúng không? Rồi tiếp, xuất danh sách sinh viên thuộc ngành công nghệ thông tin. Thì cô gái thấy nè, làm sao biết ngành công nghệ thông tin? Mình có cái lớp á. Lớp hồi nãy cô cho có 7 ký tự không đủ, cô cho 8 nè, để cái ký tự cuối cùng là nun, chuỗi là mãn 1 chiều, mỗi phần tử là 1 character. À, mình để ý mình thấy nè, phần tử thứ 3 và thứ 4 nếu nó là T H thì nó là tinh học, còn cái này không phải nè, VT là quản trị, không phải. Vậy cho nên để xuất các sinh viên ngành công nghệ thông tin, cô chỉ xuất những cái nào mà phần tử thứ 3 của lớp, phần tử thứ 4 của lớp là T và H thì cô xuất ra ha. Vậy viết một cái hàm, viết hàm xuất các sinh viên công nghệ thông tin. Voi xuất SV tinh học. Rồi trong cái mảng X N sinh viên, cô cũng cho dòng lập for chạy. For in Y bằng 0, Y nhỏ hơn N, Y cộng cộng. Nếu thỏa điều kiện cô mới xuất.
SI, mỗi SI là một SV và mỗi SI có cái lớp ha, và cái lớp là một cái chuỗi, mà chuỗi là mảng một chiều, chuỗi là mảng một chiều mà mỗi phần tử là một ký tự, cho nên lớp ngay vị trí thứ ba bằng T. Viết thường cũng được. Và xi chấm lớp tại vị trí thứ tư bằng ký tự H. Rồi để nếu mà nhập chữ thường cũng được, chữ qua cũng được, thì cô thêm một điều kiện nữa cho chữ qua thôi. Bao cái này lại trong cái ngoặc nhọn đi. Cái này cũng được. Hoặc là cô copy này nè, và sửa nó thành chữ qua, viết gõ vô chữ qua chữ thường gì cũng được. Rồi chỗ này là T qua, chỗ này là H qua. Đó, vậy thì tinh học hen. Nếu thỏa điều kiện này nè, tại cái là lớp nè, tại vị trí 3 0 1 2 3 là T, vị trí 4 bằng H, thì xuất ra gọi hàm xuất một sinh viên, xuất cái sinh viên SI đó ra, xuất một SV, xuất sinh viên nào ra, xuất sinh viên SI ra. Rồi cô gọi chạy thử xuất sinh viên công nghệ thông tin, danh sách sinh viên công nghệ thông tin, danh sách sinh viên tin học. Công nghệ thông tin, gọi hàm xuất sinh viên tin học ra, truyền tham số thực, ở đây là A, phẩy, N. Rồi chạy. Rồi ví dụ như cô có 4 sinh viên đi. Sinh viên thứ nhất 111, họ tên, rồi giới tính, lớp 21 DTHC1, điểm trung bình 8. Sinh viên thứ hai giới tính, rồi lớp 21 DQT quản trị nha, A2, rồi điểm trung bình 6. Sinh viên thứ ba rồi lớp 21 DTHC1, này tin học nha. Sinh viên thứ tư giới tính lớp 21 D là đại học. Bây giờ cô cho cái ngành công nghệ sinh học đi, SHA3, điểm trung bình 5. Vậy đây chỉ có hai sinh viên tin học thì nó xuất ra thôi, là 21 DTHC1 ha. Mình có tất cả là 4 sinh viên, và đây chỉ có danh sách sinh viên công nghệ thông tin. Rồi cô tiếp, câu kế tiếp cứ rỉ rả làm thôi. Đếm số lượng sinh viên nữ, đếm số lượng sinh viên nữ. Khi cô đếm thì cô trả về số nguyên, cho nên hàm này trả về in. Đếm SV nữ trong cái danh sách SV ha, và N sinh viên. Cô khai báo một cái biến để cô chứa cái đếm, và mới đầu cô bỏ số 0 vô trong đó,
Giờ cô cho dòng lập for chạy in y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Nếu x y, mỗi x y là một sv chấm giới tính bằng bằng x là nữ, phải không? Hoặc là chữ hoa cũng được, x y chấm giới tính bằng bằng chữ x hoa, nhớ là ký tự thì bao trong nháy đơn, thì cô tăng biến đếm lên, đếm cộng cộng. Hết dòng lập rồi thì cô return đếm, ha, đếm được bao nhiêu trả về bấy nhiêu. Rồi bây giờ cô gọi hàm này, hàm này nó trả về in, cho nên cô xuất ra màn hình luôn, printf xẹt n xuống dòng đi, có danh sách sinh viên có số sinh viên nữ là đi, và cô xuất ra số sinh viên nữ là bao nhiêu, chỗ này nè phần trăm đi. Bên đây cô gọi cái hàm, gọi hàm đếm sv nữ và truyền tham số thực cho nó a phẩy n rồi chấm phẩy chỗ này. Cái hàm này nè nó trả về số nguyên, và cô sẽ xuất ra màn hình tại vị trí này đây ha. Rồi chạy. Rồi ví dụ như có 4 sinh viên, sinh viên thứ nhất rồi nam, lớp, điểm trung bình. Sinh viên thứ hai, lớp, điểm trung bình. Sinh viên thứ ba, lớp, sinh viên thứ tư, giới tính, lớp, rồi đây số sinh viên nữ là 2, tổng sinh viên nè có 2 nữ, đúng rồi nè, nam nam nữ đây, có điểm trung bình lớn hơn nam 4 người luôn, công nghệ thông tin chỉ có 2 người thôi, và số sinh viên nữ là 2. Rồi cô tiếp, số sinh viên nữ xuất các sinh viên có điểm trung bình cao nhất. Vậy cái này cô nên viết thành hai hàm, một hàm tìm điểm trung bình cao nhất, xuất các sinh viên có điểm trung bình cao nhất, viết hai hàm, một hàm là tìm điểm trung bình cao nhất, điểm trung bình nó là số thực cho nên hàm này trả về float điểm trung bình max của cái danh sách sv x mã n sinh viên, và cô khai báo một cái biến để cô chứa mắc, à biến này số thực chứ cái điểm cao nhất ha, mắc, và mới đầu cô bỏ số 0 vô trong đó, không coi như sinh viên đầu tiên x y x 0, sinh viên đầu tiên chấm điểm trung bình, coi như sinh viên đầu tiên có điểm trung bình cao nhất, x0 chấm điểm trung bình bằng mắt. Rồi bây giờ cô mới duyệt các sinh viên còn lại, for in y bằng 1, trên này x0 này nè ha, y bằng 1, y nhỏ hơn n, rồi y cộng cộng.
Mới đầu mình tưởng sinh viên đầu tiên có điểm trung bình cao nhất, nhưng nếu nếu cái XI chấm điểm trung bình mà còn lớn hơn cái mắt đó thì cô bỏ cái mắt nó vô, cho bỏ cái XI điểm trung bình nó vô cái mắt, tức là gán mắt bằng XI chấm điểm trung bình. Hết dòng lặp rồi thì cô retain cái mắt. À, cô có cái điểm trung bình mắt rồi ha, điểm trung bình mắt rồi, bây giờ cô mới xuất các sinh viên có điểm trung bình cao nhất ra. Voi xuất các sinh viên có điểm trung bình mắt trong cái danh sách sinh viên N sinh viên. Xuất các sinh viên có điểm trung bình mắt. À, vậy bây giờ cô cũng khai báo một cái biến plot mắt bằng, cô gọi cái hàm điểm trung bình mắt này nè, điểm trung bình mắt ha, mắt của x phẩy n. Nhớ ở đây cô vừa cô đặt tên x, tham số đầu vào là x, thì trong hàm này cô cũng phải truyền tham số cho nó là x n nữa ha. Rồi vậy bây giờ cô duyệt dòng lặp for in y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Nếu xi là một sinh viên chấm điểm trung bình của sinh viên đó bằng bằng mắt thì cô xuất cái sinh viên xi đó ra, xuất một sv, xuất cái gì ra, xuất cái xi đó ra màn hình. À. Rồi vậy bây giờ cô gọi cái hàm này thôi, gọi hàm đó danh sách sinh viên có điểm trung bình cao nhất, có điểm trung bình cao nhất có nghĩa là ví dụ như trong lớp đó có 9 điểm là cao nhất, mà tới 4-5 người 9 điểm lận thì bao nhiêu người 9 điểm nó đều xuất ra hết ha. Rồi cô gọi hàm này thôi, xuất các sinh viên có điểm trung bình mắt. Nói chung là cứ rỉ rả, thay vì mảng số nguyên thì bây giờ mảng không phải là số nguyên mà là mảng mỗi phần tử là một SV. Truyền tham số thực cho nó A phẩy N. Rồi chạy. Giả sử cô có 5 sinh viên. Sinh viên số 1. À, lớp điểm trung bình giả sử 9 điểm đi, điểm cao nhất á 2, lớp điểm trung bình 3, sinh viên số 3 điểm trung bình 9 nữa là bằng cao nhất đó, sinh viên thứ 4 này 7 điểm thôi, sinh viên thứ 5
Điểm trung bình 9, chỉ có 3 người 9 điểm đó. Danh sách sinh viên có điểm trung bình cao nhất, 3 người 9 điểm xuất ra nè. Ha. À, công nghệ thông tin, tất cả đều là công nghệ thông tin. 4 người công nghệ thông tin, 1 người quản trị nè. JQT. Rồi cứ rỉ rả vậy làm thôi. Thêm một sinh viên vào cuối danh sách. À, thêm một sinh viên mới vào cuối danh sách. Vậy thì đây nè, mình có x0, xn-1 thêm vào cuối danh sách, tức là thêm vào xn, đúng không? Thêm vào xn, vậy cô viết hàm thêm sinh viên mới voi thêm SV vào cái danh sách SV x n phần tử. Rồi cô gọi cái hàm nhập 1 SV, nhập vào đâu? Vào x n ha. Và nhập xong rồi thì cô tăng n lên một phần tử n cộng cộng. Và như vậy thì muốn cho nó lưu vào tham số thực, tức là lưu vào chỗ hàm main gọi nó nè, thì ở đây phải truyền tham chiếu có dấu và của n. À, chỗ này nhắc người ta cho xuống dần đi ha. Nhập sinh viên thêm vào, rồi xẹt n xuống dần đây. Sinh viên có điểm trung bình cao nhất. Bây giờ cô gọi hàm này thêm sinh viên. Thêm sinh viên A phẩy N. Nè, chỗ N này có dấu và, để khi mình tăng N lên đây nó sẽ lưu vào chỗ này, chứ không thôi là nó không lưu đó. Nó chỉ tăng trong cái hàm của nó thôi, tăng trong hàm này thôi. Còn truyền tham chiếu có dấu và thì khi chạy hàm này rồi, N ngay chỗ này cũng tăng lên một đơn vị chạy. Rồi ví dụ như cô có hai sinh viên thôi, nhập sinh viên thêm vào, sinh viên thêm vào 3. À quên hen, nhập sinh viên thêm vào xong rồi xuất sinh viên sau khi thêm, cô quên nhưng lỡ rồi, để mình kiểm tra mà. Đây rồi, bây giờ câu cuối cùng, tìm một sinh viên có mã là x. X do người dùng nhập vào đó, nếu tìm thấy hãy xóa sinh viên đó khỏi danh sách. Rồi thường thì cái mã là duy nhất. Ví dụ như mỗi sinh viên vô test đó, thì có một cái mã sinh viên duy nhất. Cho nên nếu có thì xóa. Thì cô nên viết một cái hàm tìm, rồi nếu tìm thấy thì mới xóa. Cho nên cô viết hai cái hàm đi ha. Đầu tiên là tìm sinh viên có mã là x. Nếu mà tìm đó thì nó trả về cái vị trí, cho nên vị trí là in. Tìm vị trí sinh viên mã x ha, nó trả về cái vị trí nha. Mã là x. Rồi mãn mỗi phần tử là một SV. À, cái này mã vậy, chỗ này cô đặt A đi cho nó tránh với cái x đó, cho nó đỡ nhầm lẫn. Phẩy
N rồi mã ha, mã sinh viên đi, mã là chuỗi, mã là chuỗi, mỗi phần tử là một ký tự. Vậy chỗ này cô gọi ít luôn không sao, tại chỗ này cô đặt là mã nè ha ha. Rồi bây giờ cô mới, cô quy ước nè, nếu tìm thấy thì rì tên vị trí, ngược lại tìm không thấy thì rì tên trừ một. Vị trí nó bắt đầu từ 0 đến n trừ 1, cho nên nếu mà rì tên trừ 1 là mình biết là trong danh sách không có sinh viên cái mã này nè ha. Rồi vậy thì cô dùng vòng lặp for duyệt qua các danh sách sinh viên ha. In y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Rồi cô cũng duyệt tất cả các sinh viên, mã sinh viên thì không có trùng nhau, cho nên cô nghĩ là chỉ có một người thôi. Hay nha, tìm sinh viên mà có mã bằng với này nè. Vậy thì nếu xy chấm mã sinh viên, nhưng mà cái mã sinh viên này nó là chuỗi, mình không thể nào so sánh như thế này được, bằng mã cái này được. Này chỉ đúng cho số nguyên, character hoặc số thực thôi. Còn đây là mã sinh viên, nó là mảng một chiều, cho nên để so sánh coi nó có bằng cái mã hay không, mình phải dùng cái hàm strcmb, string compare, so sánh chuỗi. Cái này thì có phân biệt, có phân biệt chữ qua chữ thường ha. Còn không muốn không phân biệt qua thường thì dùng STRICMB. Hàm này nè, so sánh chuỗi 1 có bằng chuỗi 2 hay không. Nếu nó bằng nó trả về 0, còn nếu nó lớn hơn trả về số lớn hơn 0, nhỏ hơn chuỗi 1 nhỏ hơn chuỗi 2 sẽ trả về số nhỏ hơn 0. Vậy cho nên bây giờ cô muốn, không muốn phân biệt qua thường thì cô dùng hàm test STRICMB. Và hàm này cô phải dùng hàm STR không phân biệt qua thường, thì đây có chữ Y CMB string compare của hai cái chuỗi. Chữ thứ nhất là XY chấm mã sinh viên, chữ thứ hai là mã. Nếu cái hàm STRIMB này, ICMB này mà nó trả về số 0 thì có nghĩa là cái mã sinh viên này sẽ bằng cái mã tìm kiếm ha. Nếu nó bằng 0 thì cô return cái vị trí, return y là cái vị trí hén nè. Một cái hàm mà gặp lệnh return thì sẽ thoát ra, không làm nữa. Còn nếu chạy hết vòng lặp mà không gặp return thì có nghĩa là trong danh sách không có mã sinh viên đó, thì cô return trừ 1, return trừ 1 chỗ này ha. Rồi vậy cô chạy thử cái này, khúc trên cô kiểm tra cô thấy đúng hết rồi, cho nên cô cho nó ghi chú đi, control dấu chấm để nó ghi chú, để cô tập trung vô cái cô đang làm ha. Cái hàm tìm vị trí sinh viên có mã này, vậy ở đây cô khai báo một cái mã tìm kiếm, tìm mã ha, tìm mã. Và ở đây coi SV này bao nhiêu ký tự, mã sinh viên này 5 ký tự thì này cũng 5 luôn. Đây tìm mã 5. Rồi yêu cầu người ta nhập vô muốn tìm mã sinh viên nào, print xuống dòng nhập
mã sinh viên muốn tìm. Rồi chỗ này mã sinh viên không có khoảng trắng cho nên dùng scanf đi. Đặc tả của chuỗi là phần trăm s, nhập vào đâu? Địa chỉ của tìm mã. Rồi cô có cái tìm mã này rồi, cô ấy gọi cái hàm này nè, tìm vị trí sinh viên có mã đó, và hàm này nó trả về một số nguyên. Nếu tìm thấy thì trả về số nguyên lớn hơn hoặc bằng không, còn tìm không thấy sẽ trả về trừ một. Cho nên cô khai báo cái biến tên là vị trí và chứa giá trị trả về của hàm này, chứa giá trị trả về của cái hàm này. Hàm này có 3 cái tham số đầu vào, truyền tham số thực cho nó. A, phẩy, N, phẩy. Chỗ này cô gì? Tìm mã, đúng không? Tìm mã. Rồi cô mới lý luận dựa trên nó. Nếu vờ tờ đó bằng bằng trừ 1, có nghĩa là trong danh sách sinh viên không có cái mã giống vậy, giống mà mình nhập vô đó, hen, thì xuất ra, này cô kiểm tra thử cái hàm đó mà, thì xuất ra là không có sinh viên mã, mã là, có thể in ra luôn nè, mã là gì? Phần trăm S biến thường đặc tả ở đây tìm mã. Ngược lại else, ngược lại xuống dòng sinh viên có mã phần trăm S ở vị trí. Rồi vị trí thì phần trăm D. Ở bên đây hai cái đặc tả, thì đây hai cái biến tìm mã. Tìm mã chỗ này nè ha. Rồi vị trí phẩy vờ tờ. Rồi cô chạy STRI CMB string compare chưa được khai báo trong phạm vi này. Tại sao? Hàm này nằm trong thư viện string.h mà cô chưa khai báo thư viện chứa nó, cho nên nó báo lỗi. Khai báo thư viện chứa hàm so sánh chuỗi include string.h. Đây là thư viện chứa để dùng hàm STRICMB đó ha. Cái thư viện này nè chứa hàm so sánh chuỗi. Rồi chạy ví dụ 3 sinh viên 111 rồi lớp nhập mã sinh viên muốn tìm. Ở đây cô có 3 cái sinh viên 111, 222, 333. Giờ cô tìm sinh viên số mã có mã là 333 ha. Vậy thì sinh viên có mã 333 ở vị trí 2, đúng không? 0, 1, 2. Rồi đúng rồi. Rồi cái đoạn này chỉ là để cô kiểm tra thử cái hàm tìm sinh viên có mã bằng cái mã này thôi ha. Còn bây giờ tìm xong rồi nếu có thì xóa, cho nên cô viết một cái hàm
tìm xong thì xóa. Cô viết hàm xóa sinh viên, xóa sinh viên có mã là mã đó đi, trong cái danh sách sinh viên, N sinh viên, và chút nữa mình xóa thì N này sẽ thay đổi nè, đúng không? Chút nữa ví dụ mình xóa bây giờ 5 sinh viên, mình xóa hết 1 thì N này còn 4, cho nên chỗ N này truyền tham chiếu để nó sẽ lưu vào tham số thực, chứ không thôi thì nó chỉ xóa trong đây thôi ha. Rồi đầu tiên là mình còn phải có cái mã nữa, mã là chuỗi ha, mã muốn xóa đó, mã sinh viên muốn tìm và xóa đó. Vậy bây giờ cô khai báo cái biến tên là vị trí, cô gọi cái hàm tìm này nè, gọi cái hàm tìm này, tìm sinh viên và truyền tham số thực cho nó, tham số thực cho nó đây, mã sinh viên là x phẩy n phần tử và mã hen nè, mã này nè, tìm sinh viên có mã bằng mã này nè. Rồi nếu vị trí bằng bằng trừ 1, có nghĩa là tìm không ra, thì mình thông báo ra màn hình, thông báo ra màn hình là không có sinh viên mã gì, phần trăm S, chỗ này mã ha, và thông báo ra màn hình xong thoát ra khỏi hàm luôn. Cho nên chỗ này cô bao ngoặc nhọn đi, không có sinh viên mã này, và return luôn. Một hàm trả về void thì khi gặp lệnh return, đằng sau return không có gì hết. Nếu trả về in thì phải return một cái số nguyên ha. Còn này void, return là thoát ra khỏi hàm thôi, gặp return là không làm nữa. Ngược lại không gặp return có nghĩa là nó tìm thấy cái sinh viên có mã bằng này nè, là cái vị trí này nè, thì cô mới xóa. Thì nhớ lại hôm mình học mảng số nguyên, mình học mảng số nguyên, mình muốn xóa ở vị trí nào. Rồi ví dụ như cô muốn xóa tại vị trí màu nâu này nè, xóa tại vị trí màu nâu, thì có phải là cô dời những cái thằng từ 3, 4, 5 trở về 2 không? Đó ha. Và cuối cùng cô xóa xong, cô chỉ dời phần tử này qua đây, phần tử này qua đây. Để dời như vậy thì có phải là cô cho dòng lập chạy for in y bằng xóa tại vị trí k, thì đây y bằng k, y nhỏ hơn n trừ 1 và y cộng cộng ha. Và có phải là cô dời thì AI sẽ bằng AI cộng 1, đúng không? Vậy thôi. Rồi vậy thì bây giờ xóa nè, bây giờ bắt đầu xóa. For in y bằng vị trí, cô xóa tại vị trí này mà, đúng không? Nó tìm ra cái sinh viên nó ở vị trí này, cho đến y nhỏ hơn n trừ 1, có nghĩa là n trừ 2 đó. Rồi y cộng cộng, cô chỉ dời a y gán bằng a y cộng 1. Rồi hết dòng lặp này, dời xong rồi cô giảm n trừ trừ, và này là truyền tham chiếu cho nên nó sẽ lưu vào tham số thực ha. Vậy có nghĩa là tìm xong dùng cái hàm tìm nè, nếu có thì xóa, còn không có thì thôi. Vậy thì
Vậy thì mình nên trả lời như thế nào để cho nó lưu loát? Lưu loát thì cô sửa chương trình lại chút nè. Trong này chỉ có xóa thôi. Là thằng này dời xuống hàm main đi. Ha. Thằng này dời xuống hàm main, chỗ này chỉ có xóa thôi. Xóa và xóa tại vị trí. Tại cái vị trí in. Vị trí. Ha. Rồi dưới này à, cô có cái tìm mã này nè. Bây giờ cô khai báo một cái biến tên là vị trí, gọi cái hàm tìm vị trí sinh viên mã, tìm vị trí SV, SV mã. Cái này viết qua đi. Truyền tham số lượng cho nó A phẩy N phẩy tìm mã. Nếu cái VT đó bằng bằng trừ 1 thì mình xuất ra là không có SV mã phần trăm S, chỗ này xuất ra cái tìm mã. Ngược lại thì cô gọi cái hàm xóa sinh viên mã, gọi cái hàm xóa sinh viên vị trí. Vậy chỗ này vị trí gọi hàm xóa sinh viên vị trí và truyền tham số thực cho nó A phẩy N phẩy, ở đây cũng là vị trí ha. À, chỗ này thì nếu mà xóa rồi thì cô nên xuất danh sách sinh viên ra để cô coi đúng hay sai hén, cho nên bỏ nó vô. Sau khi xóa rồi thì mới xuất danh sách sinh viên ra. Này bấm tab cho nó thuộc vô để nằm trong hoặc nhọn này ha. Danh sách sinh viên sau khi xóa. Rồi, xuất danh sách sinh viên thôi. Giờ chạy. Rồi ví dụ như x, chỗ này quên nè, ở đây cô gọi là x thì đây cô phải x, cô quên x x chạy. Rồi ví dụ ba sinh viên 111 rồi nhập mã sinh viên muốn tìm, ví dụ cô tìm mã sinh viên 222 và cô xóa nè, danh sách sinh viên sau khi xóa chỉ còn lại người Hùng và Hương thôi, cô xóa tên qua mất rồi ha. Rồi câu cuối cùng, sắp xếp danh sách tăng dần theo điểm trung bình, sắp xếp danh sách tăng dần theo điểm trung bình. Muốn tìm và xóa, chỗ này nên muốn tìm và xóa luôn nè.
cô viết một cái hàm sắp xếp voi, sắp xếp theo điểm trung bình của danh sách sinh viên N sinh viên. Giả sử mình nhập vô điểm trung bình nó lung tung lắm, bây giờ xếp tăng dần theo điểm trung bình, coi tăng dần hay giảm dần. Tăng theo điểm trung bình, thì mới đầu cô cho dòng lập for chạy, in y bằng 0 cho đến y, cho đến n trừ 2 thôi, cho nên nhỏ hơn n trừ 1 y cộng cộng. Với y bằng 0 thì cô mới xét tất cả những phần tử còn lại, tức là y bằng 1 đến y bằng n trừ 1. Nếu nó sai thứ tự thì cô đổi chỗ ha. Cho nên for in bây giờ thì g bằng y cộng 1 cho đến g nhỏ hơn n g cộng cộng. Nếu nó sai thứ tự, người ta biểu tăng dần, thế mà x y chấm điểm trung bình tăng dần mà thằng này ngoài trước lại lớn hơn thằng ngoài sau, x g chấm điểm trung bình thằng ngoài trước là x y với x g, thằng này g thằng này y, thì cô đổi chỗ. Nếu không viết cái hàm đổi chỗ, nếu không viết cái hàm đổi chỗ riêng thì cô để trong đây luôn, đổi chỗ rồi nha, đổi chỗ x y và x y ha. Chỗ này cô đổi chỗ đây, nếu nó sai thứ tự thì đổi chỗ. Để đổi chỗ thì cô cần một cái biến tạm ha, biến tạm kiểu sv luôn, sv tạm. Đầu tiên cô cho cái tạm đó bằng cái a x y, x y cái đoạn lệnh này là đổi chỗ nè, tạm bằng x y. Xong rồi cô cho cái x y bằng x r, x r rồi cô mới cho x r bằng cái tạm. Đoạn code này là đổi chỗ, xếp tăng dần, thấy ha. Rồi cái chỗ tìm mã và xóa nè, cô thấy ổn rồi thì cô cho nó ghi chú đi, để cô tập trung vào sắp xếp ha. Cô tập trung vào sắp xếp, ghi chú, control dấu chấm, control dấu phẩy là bỏ ghi chú. Vậy bây giờ cô nhập vô rồi, cô gọi cái hàm này, sắp xếp theo điểm trung bình tăng dần, sắp xếp theo điểm trung bình tăng dần. Hàm nó trả về voi cho nên gọi vậy là được, và truyền tham số thực cho nó. Nó có hai tham số đầu vào, đây mình truyền tham số thực là a phẩy n. Sau khi sắp xếp rồi thì mình xuất ra, xuất danh sách sau khi sắp xếp, copy sửa lại cho nó nhanh. Danh sách sinh viên sau khi sắp xếp tăng điểm trung bình tăng dần. Rồi cô gọi hàm xuất danh sách sinh viên thôi, chạy. Ví dụ như 3 người thôi, 111. Rồi ví dụ như này 9 điểm, 222. Rồi ví dụ này 10 điểm, ví dụ này 3 điểm. Rồi
Rồi, ví dụ này 10 điểm. À, tăng dần mà. Thằng này 9, thằng này 3. Cho nó 4 đi con. 4, rồi 4. Đây nè. 3, 4, 9 nè. Đó. Danh sách sinh viên sau khi sắp xếp điểm trung bình tăng dần. Rồi, vậy cô kết thúc cái câu đầu tiên ở đây.